cuộc sống hai chị em. Thì các bạn ơi, ngày hôm nay thì mình sẽ làm mukbang trứng gà lộn nha các bạn nhé. Để xem ngày hôm nay mình sẽ có ăn hết được 20 cái trứng vịt gà lộn này không nha các bạn. Mình cứ quen là trứng vịt lộn thôi mà các bạn. Thông thường á, ở chợ thì thường là bán trứng vịt lộn. Trứng gà lộn này là hiếm lắm các bạn ơi. Hôm nay mình đi chợ mình hên, mình gặp phải thì mình mua luôn các bạn. Mua luôn 20 trứng về làm mukbang, để ăn thử xem có ăn hết được 20 trứng gà lộn không nha các bạn nhé. Đây cũng là lần đầu tiên mình ăn trứng gà lộn đó các bạn. Trứng vịt lộn thì mấy video tập trước thì mình cũng có làm ăn mukbang về trứng vịt lộn rồi. Hôm nay mình sẽ làm mukbang ăn trứng gà lộn nha các bạn nhé. Các bạn hãy xem video này rất là thú vị và vui luôn đó các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vào thử thách luôn các bạn ơi. Các bạn theo dõi cái video ngày hôm nay nhé. Mình mời các bạn review thưởng thức cái trứng gà lộn cùng với mình. Trên bàn hôm nay là 20 trứng gà lộn nha các bạn. Mình đã luộc chín rồi các bạn ơi. Xếp rất là đẹp luôn các bạn này. Như một cái bông hoa các bạn. Một cái ly để ăn này. Trông có xinh không các bạn? Lấy một em lên các bạn. Đó. Vừa khít các bạn ơi. Đập một em nóng lắm các bạn ơi. Nóng. Wow. Cái nước nó ngọt lắm các bạn ơi. Là đầu tiên mình ăn mà ngon hơn là trứng vịt lộn đấy các bạn. Nó đỡ tan hơn đấy các bạn ơi. Wow. Nóng tiệt. Cái mề nè. Cái mề mà to cứng thì chắc chắn là con nhỏ rồi các bạn ạ. Wow, ngon quá các bạn ơi. Nước rất là ngọt các bạn ạ. Mình sẽ đập 7 cái trứng gà lộn ra trước nha các bạn nhé. Để mình ăn nè, không biết là có hết hay không thì mình cứ ăn thử các bạn. Nếu mà mình ăn hết được 20 cái trứng gà lộn thì các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh nha các bạn, để ủng hộ tinh thần của mình đó các bạn ơi. Giả sử mà mình ăn không hết được 20 trứng gà lộn ấy, thì các bạn cũng cho mình một like, một đăng ký để khích lệ cái tinh thần của mình làm video sau ăn nhiều hơn nữa ha các bạn ạ. Mình đang bóc cái thứ 7 này các bạn. Mình phải nói là công nhận cái nước ấy các bạn ngon lắm các bạn ơi. Các bạn nào mà chưa được ăn cái trứng gà lộn ấy, các bạn cứ mua thử về thử ăn đi các bạn. Mình nói là nó sẽ không tan như trứng vịt lộn đâu các bạn ạ. Mà con rất là nhỏ này các bạn này. Con hôm nay mình mua rất là nhỏ. Bây giờ mình tiến hành về mình làm búp bang 20 cái trứng gà lộn nha các bạn. Trước tiên thì mình sẽ vắt cái tắc vào trong cái muối tiêu ớt của mình làm nè các bạn. Ngon lắm các bạn ơi, hấp dẫn các bạn ạ. Chảy nước miếng, chảy nước miếng. Mình mời các bạn nhé. Muối ớt chanh mình cũng làm sẵn sàng. Bây giờ mình sẽ rưới lên nè các bạn. Wow, con nhỏ nha các bạn nhé. Mời các bạn. Ngon lắm các bạn ơi. Không tan như trứng gà lộn, trứng vịt lộn các bạn ạ. Các bạn cứ để ý, nếu mà là cái mề nó sẽ to. Cái mề dưới này các bạn, để tí mình ăn hết nè. Cái mề nó to thì con nó sẽ nhỏ các bạn ạ. Cái mề này các bạn. Thế là mình ăn hết một cái. Nay mình uống nước đá các bạn. Ăn nhanh quá các bạn ơi, nãy giờ 3 trứng rồi.
con rất là nhỏ luôn các bạn ơi. Cái mề to này các bạn. Trứng gà lộn hay vịt lộn mình thích ăn con nhỏ các bạn, nhưng mà có nhiều bạn lại thích ăn con to thì tùy vào sở thích của mỗi bạn ha. Ngon chưa các bạn ơi? Trứng gà như mình, trứng gà lộn mình ăn còn nhiều hơn trứng vịt lộn nữa sao các bạn ơi? Tại trứng gà lộn nó nhỏ các bạn. Mình là mình ăn tuốt không có bít mề gì hết các bạn. Mày ra cứng các bạn. Cái thứ 6 rồi các bạn. Bộ béo, thơm ngon. Mình cảm thấy ngon, hơi ngon rồi đó. Ngon quá các bạn ơi. Tiếp tục bật trứng. Trứng này trứng thứ 7 nha các bạn. Đầu hàng thôi các bạn ơi.
no quá các bạn. Mà nó ớn đấy các bạn. Các bạn ơi, mình đã ăn được 7 trứng mà mình thấy ớn quá các bạn ơi. Bình thường tiêu chuẩn của mình á, ăn cỡ chừng 3 trứng. Mà hôm nay trứng gà lộn mình thấy ngon quá. Lần đầu tiên mình ăn mình cảm thấy ngon các bạn ạ. Mình ăn hết được 7 trứng. 10 trứng chắc mình không ăn nổi đâu các bạn ơi. Thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip ngày hôm nay của chị em mình. Nhân tiện là mình đi chợ mình thấy trứng gà lộn ngon, mình mua về 20 trứng để xem mình ăn được bao nhiêu trứng nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip ngày hôm nay của chị em mình. Mình mến chúc cho các bạn được vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo. Bye bye.